Xin chào tất cả mọi người, mình là Vũ Minh. Và trước mặt mình đây đó là mẫu giày Cascade Acel của nhà Zonex. Mẫu giày được ra mắt vào cuối năm 2023. Và dạo gần đây được rất nhiều anh em phong trào cũng như là chuyên nghiệp tin tưởng và sử dụng mẫu giày này. Và để biết được tại sao mẫu giày này lại thu hút được nhiều anh em lông thủ lựa chọn như thế, thì trong video này hãy cùng mình khám phá và tìm hiểu nha. Bắt đầu thôi. Như mình đã nói ở trên thì đây là mẫu giày cao cấp của nhà Zonex được ra mắt vào cuối năm 2023. Ở đây thì shop mình về được 4 màu, đó là màu trắng xanh dương này, màu trắng, đỏ, đen và màu đen cam. Và còn một màu nữa là màu trắng tím, nhưng mà shop mình chưa về được. Và đặc biệt thì màu đen cam này là dành cho các bạn chân bè ngang bản form wide, còn 3 mẫu này là form thừa. Tổng quan về ngoại hình thì các mẫu giày này được Zonex thiết kế khá là đẹp mắt. Cụ thể về từng màu sắc thì mình cảm thấy mẫu giày đen sẽ được các nhiều các anh em lựa chọn. Đối với 3 màu đó là màu đỏ, màu trắng và màu trắng thanh dương thì sẽ phù hợp với chị em phái nữ hơn. Trông rất là thanh thoát và tao nhã. Mình sẽ nói cụ thể về đôi đen thì chủ đạo của đôi giày toàn bộ trên thân giày đó là màu đen. Ở phần má ngoài của đôi giày có những họa tiết bạc và cam đan xen lẫn nhau. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng mà các họa tiết này giúp đôi giày trở nên hiện đại và nổi bật hơn trên sân đấu. Và cái dòng chữ Cascade Acel này được Zonex thiết kế chạy dọc trên thân giày, làm cho đôi giày trở nên khá là lạ mắt và mình khá ưng cái thiết kế này. Tổng thể đôi giày này thì mình thấy Zonex họ thiết kế rất là chắc chắn. Từng đường kim mũi chỉ làm khá là cẩn thận và chi tiết. Còn đối với 3 màu còn lại thì thiết kế cũng gần như là tương tự. Đều là sơn logo dạng quang và thiết kế các họa tiết đều là giống nhau, chỉ là khác thay đổi màu thôi. Tiếp theo đó là phần đế giày thì cũng như các dòng cao cấp khác của Zonex như là 65Z3 này, Comfort Eclipse, thì mẫu giày Cascade Acel này cũng được trang bị công nghệ bám sàn tân tiến nhất của nhà Zonex, đó là Radial Blade Sole. Thì đây là công nghệ cao cấp nhất của nhà Zonex cho đến thời điểm hiện tại, được nâng cấp rất nhiều so với các bản trước. Thì để mình giải thích cho các bạn áo chơi hiểu về công nghệ này, thì cái công nghệ Radial Blade Sole này được thiết kế để có hình họa tiết phi tiêu 4 cánh được trải đều toàn bộ trên mặt giày. Các bạn có thể nhìn thấy thì nó làm giảm trọng lượng của đôi giày và tăng độ bám sàn lên tới 3% so với công nghệ cũ. Và công nghệ này giúp cho người chơi cầu có những pha đảo hướng đột ngột trở nên hiệu quả và dễ dàng hơn. Tăng khả năng bám sàn trong các bước di chuyển như là cứu cầu, nhảy cầu hay là đập cầu, từ đó làm tăng độ tự tin cho anh em lông thủ khi mà chơi sân đấu, đồng thời làm giảm chấn thương ở chân do các tình trạng như là trượt té hoặc là lật cổ chân gây ra nhé. Và một cái công nghệ không thể thiếu trên các dòng giày cao cấp của Zonex đó chính là công nghệ Power Cushion. Đối với các anh em sử dụng nhiều các dòng giày cao cấp của Zonex thì chắc hẳn đã không xa lạ gì với cái công nghệ này. Còn đối với các bạn chưa hiểu thì để mình giải thích ngắn gọn, đó là Power Cushion là một công nghệ đặc quyền của nhà Zonex. Về cơ bản ấy, thì Power Cushion đó là một tấm trợ lực được đặt giữa gót giày và đế giày. Đây, như các bạn có thể nhìn thấy thì trên các dòng như là Eclipse hoặc là 65Z3 thì chúng ta có thể nhìn thấy tấm Power Cushion ở trong đế giày. Họ làm Zonex, họ làm đặt một miếng nhựa trong suốt để chúng ta có thể nhìn thấy. Nhưng mà trên dòng Cascade Acel này thì họ phủ kín toàn bộ mặt giày và đặt miếng Power Cushion bên trong nên chúng ta không thể nhìn thấy được. Cái công nghệ này ấy, thì Zonex họ sử dụng vật liệu chất liệu nhẹ, hấp thụ toàn bộ lực tác động từ bàn chân đến đế giày, từ đó thì chuyển toàn bộ lực tác động được thành năng lượng có ích, tạo trợ lực cho bàn chân trong các bước di chuyển, đặc biệt là các cú bật nhảy, bọ cầu hoặc là đập cầu. Hơn thế nữa là còn tạo sự êm ái cho người sử dụng. Khi mà đánh cầu lâu ấy sẽ không cảm thấy tê chân hoặc là mỏi chân khi mà sử dụng các đôi giày cao cấp của nhà Zonex. Ngoài ra thì còn có công nghệ Assist Shape. Công nghệ này thì thiết kế tập trung vào các ngón chân, giúp giảm áp lực ở các ngón chân cái, cũng như là hỗ trợ được cải thiện giữa lòng bàn chân và gót chân để mang lại cảm giác vừa vặn và ổn định cho người sử dụng.
Cảm nhận thực tế thì sau khi sử dụng mẫu casket ASEAN này trên sân đấu thì mình cảm thấy mẫu giày này cứng hơn dòng 65Z3 một chút. Chắc là vì giày mới nên là nó hơi đứng và cứng form hơn. Nhưng mà khi mà các bạn sử dụng một thời gian nữa thì mình nghĩ là sẽ mềm và thoải mái hơn. Và về chất lượng thì không khác xa nhiều so với các dòng cao cấp khác của Yonex như là Eclipse, Comfort hay là 65Z3. Đôi giày này cho mình cái cảm giác khá là chắc chắn và ôm chân. Khi mà di chuyển trên sân đấu ấy, thì mình cảm thấy nhẹ nhàng và linh hoạt, không bị nặng nề như là các dòng Comfort hay là Eclipse. Còn về các cú tiếp đất sau khi nhảy đập cầu ấy, thì mình cảm thấy khá là an toàn bởi vì nó được trang bị khá nhiều công nghệ cao cấp của nhà Yonex. Sau khi sử dụng mẫu giày này trên cả hai nội dung là đánh đôi và đánh đơn thì mình cảm thấy mẫu giày này thực sự ổn, ngon, giá thành lại mềm hơn các dòng cao cấp khác của Yonex. Và mình nghĩ đây thực sự là một sự lựa chọn rất đáng để cho các anh chị em lông thủ sử dụng và trải nghiệm nhá. Và đó là toàn bộ cảm nhận và trải nghiệm của mình trên mẫu giày casket ASEAN này. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy like và subscribe để ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.